Ok, xét về việc sai sàm, sai nhảm, sai ngu, tất cả các thể loại sai mà kiểu mình rất là ân hận nhất á, thì mình cũng đã là một người từng trải qua chuyện đó. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn làm như thế nào để có thể không bị sai sàm. Ok, và để có thể chữa được bệnh sai sàm á, thì đầu tiên bạn cần phải xác định được là nguyên nhân của cái bệnh này là cái gì. Thì dựa vào kinh nghiệm của mình, một người đã từng sai sàm và đã tìm hiểu được nguyên nhân và tìm ra được giải pháp và cũng đã khắc phục một cách hiệu quả, thì mình đã có một vài cái nguyên nhân sau đây. Thì nguyên nhân thứ nhất là bởi vì tính cách của bạn. Tính cách của bạn là một cái người thường á, hay có tính bất cẩn, không có check hay check lại những cái câu hỏi lần hai, không có hay kiểu kiểm tra kỹ từng câu mà hay chỉ lướt qua thôi á, hoặc là làm một lần thôi không có kiểm tra. Nguyên nhân thứ hai á, là bởi vì do kiến thức nền của bạn không vững. Không vẫn là thường do cái phương pháp học của bạn học sai. Tức là bạn chỉ học vẹt một lần qua thôi, chứ bạn không có phản biện lại cái lý thuyết đó. Bạn có không có tự hỏi là ủa tại sao nó lại có cái lý thuyết này, trường hợp nào nó mới đúng cái lý thuyết này, và nếu không phải cái lý thuyết này thì làm sao. Kiểu như là mình cũng phải có nhiều góc nhìn từ một cái lý thuyết á. Và nguyên nhân thứ ba đó chính là bạn bị áp lực thời gian. Kiểu khi mà bạn làm bài, bạn thường hay làm rất là nhanh những cái câu hỏi dễ để mà có thể dành thời gian rất là nhiều để làm cái câu khó phía dưới hơn. Nhưng mà khi mà bạn làm nhanh cứ lướt qua như vậy á, thì sẽ gặp một cái vài những cái đề mà nó sẽ đánh lừa bạn á. Đó, vậy nên là bạn hay bị sai là bởi vì ba nguyên nhân sau đây. Vậy thì làm thế nào để khắc phục những cái nguyên nhân trên? Thì nguyên nhân thứ nhất, ví dụ nếu mà bạn là bởi vì do cái tính chủ quan không có check lại lần hai, thì bạn hãy tự cam kết với chính bản thân mình, mỗi khi làm bài xong bạn đều phải check lại lần hai hết. Có thể là những cái lời này khi mà nói ra với bạn á, thì bạn sẽ hay cảm thấy rất là bình thường, kiểu thầy cô trên lớp, trên trường ai cũng kiểu ra đã nhắc là các em trước khi mà nộp bài 5 phút thì các em phải nhìn đáp án nè, rồi các em phải check lại thật là kỹ, hãy làm thật chắc những câu dễ và đừng có để bị sai, đúng không? Nhưng mà mình biết mà, kiểu lúc hồi xưa khi mà mình học á, mình cũng rất là kiểu rất là tham vọng á, lúc nào cũng muốn làm thiệt là nhiều, thiệt là nhanh để làm được mấy câu khó để chứng minh kiểu các thứ. Nên là hồi đó mình cũng nghĩ là ảo tưởng bản thân, ảo tưởng sức mạnh á, là bản thân kiểu rất là giỏi và có thể làm được những cái câu dưới á. Vậy nên là mình không có khe cái câu ở phía trên, mình không có quan tâm nhiều tới cái câu ở phía trên và không có làm kỹ. Vậy nên là mình sai sàm là một cách hiển nhiên nó sẽ xảy ra thôi. Sẽ tùy vào các bạn coi thử là các bạn có, mình nghĩ là mình có biết điều hay không thôi á. Trong thời gian các bạn làm đề thì các bạn có thể làm nhanh, làm hơi ẩu mấy câu dễ một xíu để tranh thủ thời gian để làm mấy câu ở phía dưới. Trong thời gian ôn luyện thì các bạn có thể làm điều đó, sai hoài cũng được. Nhưng cho tới khi thi thì các bạn làm ơn hãy biết tự lượng sức mình, hãy làm câu nào chắc câu đó trước khi mà làm những câu khó. Những câu khó khi mà mình làm mình không biết làm, không đủ thời gian để làm thì mình sẽ không có hối hận bằng cái việc những cái câu cực siêu siêu dễ luôn mà các bạn lại bấm máy sai, các bạn lại đọc lộn số liệu, các bạn lại đọc lộn từ, các bạn lại khoanh sai đáp án, thì cái lúc đó nó mới là ân hận mà kiểu day dứt hơn rất là nhiều. Vậy nên là hãy luôn đọc kỹ bài, hãy luôn làm bài thật là kỹ nha. Cái giải pháp thứ hai cho nguyên nhân là do kiến thức nền của bạn không vững, thì bạn cần phải học kỹ lại lý thuyết. Lý thuyết bạn học ở đâu? Lựa chọn thứ nhất là bạn học sách giáo khoa, lựa chọn thứ hai là bạn học hay học sách tham khảo. Mình có một cái loại sách tham khảo môn lý, mình cảm thấy cái phần lý thuyết nó giải thích rất là cặn kẽ, đó chính là sách của thầy Lượng. Mình sẽ để hình ở trên màn hình đó, mọi người có thể tham khảo thử. Thì gọi là trong khi hồi xưa mà tụi mình học á, là thầy mình kêu là hãy thờ cuốn sách giáo khoa lên luôn á, tại vì trong đó mọi người đọc hết cái phần ví dụ, mọi người đọc hết những cái phần lưu ý thì mọi người sẽ hiểu được. Và một cái điều kiện khi mà bạn học cái phần lý thuyết á, đó chính là bạn đừng học vẹt, bạn đừng học để nhớ là những cái câu từ này viết như thế nào chính xác từng câu từng chữ, mà bạn hãy học cách để mà hiểu cái lý thuyết đó. Tức là bạn cần phải biết cái lý thuyết này là nói về vấn đề gì, cái lý thuyết này áp dụng cho trường hợp nào lý thuyết này nó mới xảy ra, là trường hợp nào cái câu đó mới đúng, còn cái trường hợp nào nó sẽ sai. Thì dựa vào cái việc vừa học lý thuyết, vừa phản biện lại và vừa làm những cái câu trắc nghiệm về lý thuyết đó, thì bạn sẽ thấy ra những cái góc nhìn về một cái lý thuyết. Thì như vậy thì bạn cũng mới có thể hiểu được cái lý thuyết, phản biện nó lại
Thì như vậy khi mà bạn làm đề á thì bạn cũng sẽ có những cái khả năng gọi là tư duy, khi đọc một câu đề xong thì bạn sẽ phải biết là ồ câu này chỗ nào sai, chỗ nào đúng. Và cái vấn đề mà bạn áp lực với thời gian á, thực ra thì cái này là thuộc về cá nhân rồi. Vậy nên là để có thể không bị áp lực thời gian trong phòng thi á, thì bạn cũng phải thực sự thành thật với bản thân. Kiểu sau một thời gian khi mà bạn luyện đề nhiều quá thì bạn sẽ thấy được là cái mức điểm trung bình của mình dao động như thế nào. Thì bạn hãy đặt mục tiêu chừng đó điểm thôi. Ví dụ trong một cái đề toán chẳng hạn, bạn mục tiêu của mình á, mình được 9 điểm và năng lực của mình cũng chỉ tới đó thôi, thì bạn hãy tính toán làm đề làm sao đó để mà chắc chắn câu 9 điểm trước, sau đó thì bạn mới hãy làm những câu khó. Chứ đừng có kiểu cái cảm giác là mình sẽ làm được 10, mình sẽ làm được những câu khó mà mặc kệ những cái câu dễ phía trước nha. Thì vậy thì bạn sẽ bị sai sàm đó. Và đó chính là ba nguyên nhân và ba giải pháp mà mình đã làm để có thể không bị sai sàm trong khi làm trắc nghiệm nữa. Và do mình mong nó có thể giúp bạn. Có thể bây giờ thì bạn chưa có thể xử lý được đâu, nhưng mà ai biết được đúng không? Ngày cuối cùng mới có thể gọi là 30 chưa phải là Tết. Vậy nên là ngày cuối cùng mới quyết định được mà. Ok, và mong video này sẽ hữu ích cho bạn và chúc bạn may mắn. Trời, mình sẽ kể cho mọi người biết là năm vào năm lớp 12 á mọi người. Thì ra là vào năm lớp 10 với năm lớp 11, khi mà các bạn làm bài thi trên trường á, khi bạn sẽ làm tự luận, các bạn sẽ không có phải làm trắc nghiệm quá nhiều. Nhưng cho tới khi lên lớp 12 thì các bạn sẽ phải bắt đầu ôn luyện cách thi của cái việc thi đại học, hoàn toàn là trắc nghiệm không, đúng không? Thì lúc đó bam, một phát là lộ ra hết tất cả những cái điểm yếu của mình luôn. Đó, vậy là kiểu mình là một cái đứa mà trời ơi, gọi là mình sai phàm từ đầu năm khi ôn luyện thi trắc nghiệm lớp 12 cho tới cuối năm luôn á mọi người, cho tới những cái ngày cuối cùng trước khi thi, những cái bài làm kiểm tra cuối cùng trước khi thi đại học luôn á, mình vẫn sai phàm được. Nhưng mà kiểu cho tới ngày cuối cùng mọi người, mình giống như đội của Lan Khuê vậy. Không biết mọi người nếu có ai coi The Next Model thì mọi người sẽ biết là bạn có thể thất bại về những lần trước, về những cuộc thi trước, nhưng mà trong cuộc thi quan trọng cuối cùng thì bạn lại làm được. Đó. Thì ý là trong nguyên cả một năm mình sai sàm, nhưng mà cho tới ngày cuối cùng á thì mình đã làm đúng. Trời ơi, mà cũng bất ngờ nữa. Tóm lại là cho những ai đã từng sai sàm, và lúc nào cũng sai sàm và bây giờ cũng sai sàm, nhưng mà các bạn đừng lo, đừng đánh mất niềm tin vào chính mình. Các bạn có thể sai sàm ngay bây giờ, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc các bạn làm đúng thôi, đó chính là vào kỳ thi, thì các bạn có thể hoàn toàn lật ngược tình thế được. Vậy nên là đừng có lo lắng nha, đừng có bị kiểu rất là bi quan, là kiểu trôi vô phải làm sai đi, phải làm sao lúc nào mình cũng sai, mình đừng và là quá là thất vọng bản thân. Tin mình đi, các bạn rồi sẽ làm được thôi. Rồi các bạn sẽ có thể không bao giờ sai sàm, hoặc là không phải là không bao giờ, nhưng mà rồi các bạn vào ngày thi cuối cùng, các bạn vẫn có khả năng để có thể làm đúng hết tất cả. Bởi vì sao? Bởi vì mình đã là một nhân chứng sống. Mình đã từng sai sàm rất nhiều, nhưng mà bây giờ mình vẫn đúng vào lần cuối cùng. Vậy nên là mình làm được thì các bạn sẽ làm được.